Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi thành công đánh bại đám người yêu khiếu thiên và nhận được truyền thừa của Hoàng Tuyền yêu thánh, thì hắn cùng Thải Lân đã quay lại cửu u Hoàng Tuyền để tu luyện. Lúc này, hắn liền lấy ra giọt tinh huyết của yêu thánh để luyện hóa, rồi bắt đầu hành trình tu luyện. Thoáng chốc là đã hơn nửa tháng trôi qua. Lúc này Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang đợt ở ngoài, thì đột nhiên, may mù xung quanh Tiêu Viêm bỗng chuyển ra dao động kịch liệt. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, hai mắt hắn bỗng bắn ra hai đạo năng lượng, trực tiếp tạo thành hai cái lỗ sâu hóm trên vách núi phía trước. Ngay sau đó, Tiêu Viêm lại ngẩng đầu lên, há miệng hút một hơi, trực tiếp cắn nuốt cơn bão năng lượng xung quanh, năng lượng tiến vào cơ thể hắn càng nhiều, dao động năng lượng toát ra càng lớn, không ít cường giả cửu u địa minh mảng tộc cũng phát hiện ra động tĩnh nơi này, nhưng cũng chỉ dám đứng quan sát từ xa, một trưởng lão thất thanh kêu lên, khí tức thật mạnh, Tiêu Viêm tiên sinh sắp đạt tới đấu thánh nhị tinh rồi hay sao? Yêu Minh nghe thế lại khẽ lắc đầu nói, tuy tinh huyết yêu thánh rất cường đại, nhưng các bậc đấu thánh đâu thể tăng lên dễ dàng như vậy, có thể đạt đến nhất tinh hậu kỳ đã là kỳ tích, nhưng có thể tăng từ sơ kỳ lên hậu kỳ, đã nằm ngoài dự đoán của ta rồi đám người tiếp tục đứng đó quan sát chỉ một lát sau cơn bão năng lượng đã bị tiêu viêm cắn nuốt hết thiên địa cũng yên ắng trở lại thấy tiêu viêm thu công yêu mình cũng nhanh chóng hạ xuống ôm quyền cười to nói chúc mừng tiêu viêm huynh đệ tiến vào hậu kỳ cũng sắp đột phá đấu thánh nhị tinh tiêu viêm khách khí cười đáp lại trong lòng cũng có chút vui mừng hắn đi ra khỏi mây mù năng lượng tiêu viêm cúi đầu nhìn cửu hoàng tuyền thấy Thải Lân còn chưa tu luyện xong, thì nhìn sang yêu Minh hỏi, yêu Minh tộc trưởng có tin tức của Thiên yêu Hoàng tộc phải không? yêu Minh chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, theo ta biết, thì nhiều ngày trước, Thiên yêu Hoàng tộc đã phái cường giả đến không gian hư vô, để hỗ trợ Tam Đại Long đảo. nghe thế, Tiêu Viêm liền cười nhạt nói, quả nhiên vẫn muốn nhúng tay vào, Thiên yêu Hoàng tộc phái ra nhiều cường giả không? yêu Minh ngừng trọng đáp, phần lớn là cường giả đấu tôn, đáng để chúng ta chú ý cũng chỉ có ba người bọn họ đều là thái thượng trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc ở trong giới ma thú có hung danh vang dội tiêu viêm cao mày hỏi tiếp là ba người nào thực lực ra sao yêu minh trả lời ba vị đó được xưng là thiên yêu tam hoàng gồm phượng hoàng côn hoàng ưng hoàng trong đó phượng hoàng là đấu thánh nhị tinh trung kỳ côn hoàng là đấu thánh nhất tỉnh hậu kỳ ưng hoàng là đấu thánh nhất tinh trùng kỳ sắc mặt tiêu viêm có chút biến đổi hắn lẩm bẩm ba đấu thánh một lúc phái ra ba đấu thánh đủ thấy thực lực của thiên yêu hoàng tộc mạnh thế nào yêu minh tiếp tục ba tên này thực lực rất mạnh bọn chúng liên thủ lại thì có thể đánh ngang tay với đấu thánh tam tinh hậu kỳ nếu bọn chúng ra tay giúp tam đại long đảo đông long đảo hẳn là gặp nguy hiểm rồi tiêu viêm yên yên lặng gật đầu rồi lại chậm rãi thở ra hạ giọng nói khi nào bọn họ sẽ động thủ thấy tiêu viêm nghe tới ba đấu thánh mà vẫn còn gan đối kháng khoái mắt yêu minh liền khẽ giật giật lão nói hẳn là ba ngày nữa bọn họ sẽ xông vào không gian hư vô tiêu viêm gật đầu nhìn yêu minh một lúc rồi cười hỏi yêu minh tộc trưởng dám ra tay với thiên yêu hoàng tộc không yêu minh im lặng một lát liền gật đầu trên mặt tiêu viêm lúc này cũng xuất hiện một nụ cười nhạt trong giọng nói lại tràn ngập ý sát phạt nói nếu đã vậy ngày mai chúng ta sẽ đến không gian hư vô trước ba ngày sau chặn giết thiên yêu hoàng tộc sáng hôm sau trước đại điện yêu minh cười nói tiêu viêm huynh đệ thiên yêu hoàng tộc sẽ trực tiếp xé rách không gian liệt phùng để tiến vào hư vô không gian chúng ta nên đi vào trước rồi cảm ứng không gian dao động chắc chắn sẽ phát hiện đường đi của bọn chúng lần này ngoài bản thân ta tự mình đi cùng còn có thêm 6 vị trưởng lão, tuy nhân số kém hơn Thiên Yêu hoàng tộc, nhưng chỉ cần đánh bại được Thiên Yêu Tam hoàng, là có thể đánh tan được bọn hắn. Tiêu Viêm quay lại đánh giá 6 người này, cũng chỉ có một lão già đầu tóc bạc, đạt tới trung cấp bán thánh, là có thể lọt vào mắt hắn, những người khác chỉ đạt tới cửu tinh đấu tôn. Đội hình này rõ ràng thua xa Thiên Yêu hoàng tộc. Yêu Minh thở dài giải thích, Tiêu Viêm huynh đệ đừng thấy lạ, nếu như Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão không phản bội, thì tộc cửu u địa minh mảng ta cũng không khó khăn đến thế này. Tiêu Viêm cười cười, lắc đầu đáp lại, ha ha ha, Yêu Minh tộc trưởng đừng nói thế, các vị đồng ý giúp đỡ là tốt lắm rồi. Yêu Minh cười, bàn tay vung lên, đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Khe nứt không gian liền xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi người cuối cùng tiến vào, vết nứt không gian mới từ từ khép lại, cuối cùng biến mất, hư vô không gian vẫn yên tĩnh như trước. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một khe hở, từng bóng người đi qua, cuối cùng tụ tập lại bên trong. Tiêu Viêm đợi Yêu Minh đi ra rồi hỏi, nơi này cách địa điểm đi vào của Thiên Yêu Hoàng tộc có xa lắm không? Yêu Minh cười đáp, yên tâm đi, thám tử của ta ở trong Thiên Yêu Hoàng tộc có mang theo không gian ấn ký mà ta sắp đặt, bởi vậy. Chúng ta có thể cảm nhận được vị trí không gian của Thiên yêu hoàng tộc, sau đó hắn nhắm mắt cảm ứng một hồi, một lúc sau hắn mở mắt, nhìn về hướng bắc và nói: "Đi thôi, bay chừng nửa giờ." Cuối cùng Yêu Minh cũng dừng lại, chỉ về một chỗ hắc ám ở phía xa và nói: "Nơi này cách chỗ không gian của Thiên yêu hoàng tộc không xa, nếu bọn chúng xé rách không gian tiến vào, chắc chắn chúng ta sẽ cảm ứng được." Tiêu Viêm nhìn quanh một vòng, rồi khẽ gật đầu nói: "Nơi này có khá nhiều không gian loạn lưu, vừa vặn có thể để chúng ta ẩn thân." Tiêu Viêm khoanh chân ngồi xuống, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cũng vậy. Bây giờ bọn họ chỉ cần ngồi chờ, chờ cho con cá chui vào tấm lưới đã răng sẵn. Không lâu sau đó, ở một khu vực cách nhóm người tiêu viêm không quá xa, không gian đột nhiên dao động, xuất hiện khe nứt lớn, từng bóng người mang theo khí tức mạnh mẽ từ trong đó bước ra, ở đó có hơn 20 người, mà ở vị trí đứng đầu có 3 người, những người còn lại đều nhìn họ với ánh mắt tràn ngập sự kính sợ, nữ nhân mặc quần áo màu đỏ, đứng giữa ba người quát lạnh, hành động lần này rất quan trọng, liên quan đến việc tộc ta có thể thắng được Thái Hư Cổ Long tộc hay không, bởi vậy, các ngươi đừng có làm sai chuyện gì nếu không thì chuẩn bị mang đầu về tộc mà tạ tội đi nghe người này quát như vậy cả một đám người của thiên y hoàng tộc bình thường cũng được coi là nhân vật oai phong có tiếng tâm lại không dám nói gì chỉ vội vàng đáp ứng xin nghe theo lệnh của thái thượng trưởng lão trong số những người này còn có hai gương mặt quen thuộc một là phượng thanh nhi người từng có nhiều ân oán với tiêu viêm một người khác chính là kẻ đã giao thủ với tiêu viêm ở mã hoàng cổ vực đồng thời cũng được gọi là tộc trưởng đời tiếp theo của thiên yêu hoàng tộc cử phượng hồng y nữ nhân cười âm lãnh rồi bất chợt vung tay áo lên thái hư cổ long không ngờ các ngươi cũng có ngày này sau khi các ngươi nội chiến xong, thì sẽ là lúc cả tộc ta quật khởi, đến lúc đó, ta muốn cả tộc các ngươi hoàn toàn biến mất, gió nổi lên, mang theo thân hình nàng, hóa thành một đoàn ánh sáng, bay vút về phía xa, ở đằng sau, đám cường giả của Thiên Yêu hoàng tộc vội vàng chạy đuổi theo, Tiêu Viêm đang khoanh chân ngồi bỗng mở mắt ra cùng lúc đó yêu minh ngồi ở đối diện cũng vậy hai người nhìn nhau trên khuôn mặt cùng xuất hiện vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt chuẩn bị người của thiên yêu hoàng tộc sắp tới rồi hư vô không gian yên tĩnh không có một tiếng động một loạt những vệt sáng từ trong bóng tối ở phía xa bay tới tốc độ nhanh tới mức tạo thành kình phong cuồng bạo một gã mặc hắc y đứng bên cạnh vị hồng y nữ nhân chậm rãi nói đại tỷ lúc này tam đại long đảo toàn lực tấn công đông long đảo lại có thêm sự giúp đỡ của chúng ta chắc hẳn có thể đánh tan đông long đảo người này tự xưng là côn hoàng hung danh của hắn cực kỳ vang dội trong giới ma thú Nữ tử áo hồng suy tính, lạnh nhạt trả lời, không cần vội vàng như vậy, cứ đợi cho bọn chúng đánh với nhau, chết càng nhiều càng tốt. Lão già ưng hoàng còn lại cười quái dị nói, không ngờ tam đại long đảo, lại tìm đến chúng ta để nhờ giúp đỡ. Hồng y nữ nhân cười mỉm, tay áo vung lên, đang muốn tăng tốc thêm nữa, thì trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm trong đám không gian loạn lưu phía trước một tia đấu khí mỏng như sợi tơ nhưng cực kỳ sắc bén bộc phát trong nháy mắt đã bắn về phía đám người thiên yêu hoàng tộc ngay lập tức những tiếng kêu thảm vang lên không dứt nữ tử thủ lĩnh nhanh chóng phục hồi tinh thần nhìn thấy tộc nhân thương vong thê thảm, liền nổi giận, ngọc thủ giơ lên, đánh một trưởng về phía không gian loạn lưu, không gian loạn lưu vừa nổ tung, thì một bóng người từ đó bay ra, dừng lại trước mặt đám người thiên yêu hoàng tộc, hai tay người đó vung lên, hơi thở áp chế liền chậm chậm lan ra, thiên yêu tam hoàng, mấy trăm năm không gặp rồi, các ngươi vẫn như thế nhỉ? Phượng hoàng nhìn yêu minh đứng phía trước, nàng cao mày, rồi đột nhiên cười lạnh, yêu minh, ngươi còn chưa chết ư? Yêu minh cười to nói, ba tên lão yêu các ngươi còn chưa chết, thì bổn vương sao có thể dễ dàng vẫn lạc được? Phượng hoàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm yêu minh, giọng nói có vẻ âm trầm giận dữ nói, ngươi sống hay chết thì mặc xác ngươi, nhưng xem ra, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, có vẻ mấy năm gần đây, tộc các ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ, hay là các ngươi nghĩ rằng, mình có thể so sánh được với thiên yêu hoàng tộc chúng ta, nên đến đây dương oai chăng, không gian khẽ dao động, một bóng người chậm rãi hiện ra, sắc mặt phượng hoàng hơi thay đổi, nhìn người vừa xuất hiện, nàng có thể cảm giác được, người này là một cường giả, đạt tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, liền lên tiếng hỏi, ngươi là ai, phượng hoàng vừa mới lên tiếng hỏi, thì Phượng Thanh Nhi và Cửu Phượng ở phía sau đã thốt lên đầy kinh hãi. Tiêu Viêm nghe hai người kia thốt lên, Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm, người chính là tên đầu sỏ lúc trước, phá hỏng việc chiếm Long Hoàng căn nguyên quả của Thiên Yêu hoàng tộc bọn ta." Tiêu Viêm mỉm cười, xem ra, thanh danh của ta ở Thiên Yêu hoàng tộc cũng không tồi đấy. Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi: "Yêu Minh, lần này ngươi muốn hai tộc hai chiến toàn diện sao?" Yêu Minh giang tay cười nói: "Không còn cách nào khác, ta nhận được lời mời, nhưng không phải của Tam Đại Long Đảo, mà là Đông Long Đảo Cầu Viện. Tiêu Viêm híp mắt cười nói, ba vị, nếu các ngươi dẫn người quay về, thì chúng ta sẽ không động thủ. Ưng ừ, Hoàng lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ gì, mà dám mở miệng nói chúng ta nên trở về, ngươi cho rằng, chúng ta quay về, thì Đông Long Đảo liền bình yên vô sự hay sao? Tam Đại Long Đảo, đang vây quanh Đông Long Đảo. Chờ các ngươi tới nơi, thì có khi chỉ còn thấy một mảnh phế tích mà thôi. Tiêu viêm khẽ nhíu mày, cũng không muốn nói nhảm với thiên yêu hoàng tộc nữa. Hắn ngẩng đầu lên, bình thản nói, bây giờ lập tức cút khỏi hư vô không gian, bằng không, một người cũng đừng hòng thoát. Ưng Hoàng nghe Tiêu Viêm nói thế, liền không khách khí hét lên, ánh mắt đầy hung ác, đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể bạo phát ra, "Tiểu bối, thời điểm lão tử tung hoành đấu khí đại lục, thì thằng cha ngươi vẫn chưa hú hí với mẹ ngươi đâu." Giết, Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười to, thân hình mạnh mẽ lướt tới, "Được, bổn vương cũng muốn thử xem, qua nhiều năm như vậy, Thiên Yêu Tam Hoàng có tiến bộ được chút nào không?" Phượng Hoàng cười lạnh, thân hình cũng nhanh chóng lướt tới, đánh về phía Yêu Minh nói, ta sẽ đối phó với hắn, Côn Hoàng, ngươi đối phó tên tiểu tử kia đi, Ưng Hoàng, ngươi dẫn những người khác chém giết đám người còn lại." Tiêu Viêm cười to, thân hình chợt đã xuất hiện trước người Côn Hoàng nói, "Một người không ngăn nổi ta đâu, hay là hai người các ngươi cùng tới đi." Kim quang trong cơ thể trượt tuôn ra dữ dội, thân thể cũng trở nên to lớn, nắm đấm không chút lưu tình đánh, thẳng về phía Côn Hoàng, quát lớn, thôn phệ thiên địa, đối với thế công mãnh liệt của Tiêu Viêm, sắc mặt Côn Hoàng liền biến đổi, hắn há miệng, hắc khí tuôn ra dữ dội, rồi hóa thành một cái miệng dữ tợn khổng lồ chừng trăm trượng, giống như muốn cắn nuốt nắm tay của Tiêu Viêm vào, Thấy thế, tiêu viêm kẽ lại nói, tham ăn quá, cẩn thận kẻo nghẹn, lòng bàn tay khẽ lật, cái miệng từ hắc khí tạo thành kia liền nổ tung, bị tiêu viêm đánh trúng. Côn hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn trăm bước mới ổn định được. Hắn khiếp sợ nhìn tiêu viêm nghĩ, cùng là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, mà sao sức chiến đấu của đối thủ lại cường hãn như vậy chứ? Ưng ừ, hoàng nhìn thấy côn hoàng bị tiêu viêm dùng một quyền đánh bay, liền kinh hãi, hắn bay đến bên cạnh côn hoàng, cảnh giác nhìn tiêu viêm, tên tiểu tử này có chút cổ quái, hay là chúng ta liên thủ, giải quyết nhanh chóng, rồi xử lý đám còn lại cũng chưa muộn. Nghe vậy, Côn Hoàng chần chờ một chút, rồi cũng gật đầu, hai tiếng phượng minh chợt vang vọng lên trong hư không, thân thể Côn Hoàng và Ưng Hoàng đột nhiên bành trướng, rồi chuyển sang trạng thái nửa người nửa thú, từng luồng năng lượng cuồng bạo dao động như rồng bão, từ thân thể hai người lan ra xung quanh, không gian loạn lưu trong vòng vạn trượng quanh đó cũng bị chấn vỡ, Tiêu Viêm ngửa mặt cười to, song thánh thì sao, hôm nay để ta lĩnh giáo hai người các ngươi một phen. Xem xem, hai đấu thánh liên thủ thì làm gì được ta, nghe tiêu viêm nói vậy khuôn mặt ưng hoàng co rút vì giận dữ cười lên đầy hung ác ưng hoàng lao tới trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên tiêu viêm nhanh như chớp ưng chảo đen xì kia đã hung hăng chụp xuống đầu của tiêu viêm kình phong sắc bén trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh ngay lúc ưng hoàng ra tay thì côn hoàng cũng thi triển đấu kỹ hung hãn côn hoàng huyết vị hắc khí từ trong thân thể tuôn ra rồi nhanh chóng tạo một cái miệng khổng lồ đang há ra điên cuồng cắn nuốt như muốn ăn tươi nuốt sống tiêu viêm hai người vừa ra tay đã phối hợp cực kỳ ăn ý ánh mắt tiêu viêm khẽ lướt nhìn hai bên ngón tay hắn giơ ra đỡ lấy trảo phong từ trên bầu trời chụp xuống hoàng tuyền chỉ đại thiên tạo hóa trưởng tiêu viêm xuất ra một chỉ rồi lập tức dùng tay phải đánh một trưởng xuống phía dưới vòng sáng màu đen nhanh chóng lan rộng cuối cùng đánh mạnh vào trong cái miệng khổng lồ dữ tợn kia dưới phản kích sắc bén của tiêu viêm trảo phong và đám hắc khí bị đánh tan khí huyết trong cơ thể song hoàng dâng trào phản kích của tiêu viêm làm cho côn hoàng và ưng hoàng tái mặt tiểu tử này tu luyện toàn thiên giai đấu kỹ đã thế còn có thể thi triển thuần thục hai người nhìn sang phía phượng hoàng đánh với yêu minh thấy nàng ta cũng đang trong thế hạ phong trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề tiêu viêm đẩy lùi côn hoàng và ưng hoàng rồi quay sang nói với vị trưởng lão có thực lực trung cấp bán thánh của cửu u địa minh mãng tộc minh trưởng lão người mang những người còn lại giải quyết hết đám người thiên yêu hoàng tộc đi nghe vậy vị minh trưởng lão kia không dám chậm trễ đáp lại được mọi người đi theo ta hôm nay phải làm cho bọn thiên yêu hoàng tộc này biết cửu u địa minh mãn tộc ta lợi hại như thế nào bây giờ đội hình của thiên yêu hoàng tộc không có ai đạt tới cấp bậc bán thánh mạnh nhất chỉ là cửu phượng với tu vi đấu tôn đỉnh phong minh trưởng lão như hổ lạc vào bầy dê tùy ý chém giết tộc nhân của thiên yêu hoàng tộc tuy đông nhưng dù sao cũng không thể chống lại cường giả bán thánh nên dần dần có biểu hiện tan rã mới được có một lúc ngắn ngủi mà thiên yêu hoàng tộc đã xuất hiện thương vong côn hoàng và ưng hoàng giận đến tím mặt quát hỗn đàn ngươi dám tiêu viêm sắc mặt lạnh băng nhìn hai người đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay quát hoàng tuyền trưởng đấu khí giống như cơn hồng thủy tràn ra tay tiêu viêm đánh mạnh về phía hai người kia một bàn tay khổng lồ mang theo thanh thế như muốn hủy diệt tất cả, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, Côn Hoàng và Ưng Hoàng, sau đó ầm ầm hạ xuống, tiếng phượng minh vang vọng hư không, cơ thể Côn Hoàng và Ưng Hoàng càng bành trướng, hoàn toàn biến thành hai con thiên yêu hoàng, to chừng nghìn trượng, cánh chim khổng lồ rung lên, từ trong miệng bắn ra hai cột sáng to lớn, đánh về phía trưởng ấn, và chạm giống như thiên thạch đâm vào nhau, tạo thành từng làn sóng chấn động, lan tỏa ra xung quanh, nhìn hai tên kia liên thủ, có thể chống được Hoàng Tuyền trưởng, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm lạnh, hắn đột nhiên quát, nằm xuống cho ta. Tộc Văn ở mi tâm nhanh chóng xuất hiện, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, chỉ trong chớp mắt, từ nhất tinh hậu kỳ đã đột phá đến nhị tinh đấu thánh, ưng hoàng cùng côn hoàng phát hiện ra sự biến đổi của Tiêu Viêm, nhưng chưa kịp chạy trốn, thì trường ấn khổng lồ kia đã đánh tới, hai cột sáng chừng trăm trượng liền nổ tung, gặp phải công kích kinh khủng như vậy, hai thiên yêu hoàng gia chóc thịt bông, máu tươi chảy ra như suối, một trường này đã trực tiếp biến chúng thành bán phế nhân, da thịt bầy nhầy, thậm chí có chỗ còn lộ cả xương cốt ra ngoài tiêu viêm cước đạp hư không thân hình quỷ bị xuất hiện ở trên đỉnh đầu đối phương thủ ấn nhanh chóng đánh ra tạo thành hai cột sáng kỳ dị chiếu vào đầu chúng thân thể của hai thiên yêu hoàng đột nhiên thu nhỏ biến lại thành hình người có điều trên trán chúng có thêm một ký hiệu kỳ dị phong ấn thành công tiêu viêm không thèm nhìn hai người côn hoàng nữa mà nhìn về đám cường giả thiên yêu hoàng tộc khi bị hắn nhìn tới thì đám người này chợt dùng mình chúng quay ra nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy tứ tán thấy thế tiêu viêm cười lạnh còn muốn chạy bàn tay nắm chặt lại cả khoảng không gian hư vô liền trở thành một nhà giam vô hình, ngón tay hắn co lại, đám người thiên yêu hoàng tộc bị vậy lại, trong không gian chừng 10 trượng, cho dù bọn chúng dãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát ra, giải quyết xong mọi chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trận chiến kịch liệt, của Phượng Hoàng và Yêu Minh, sau đó quát to một tiếng, Phượng Hoàng, Côn Hoàng và Ưng Hoàng đều bị ta phong ấn rồi, nếu ngươi còn dám tiếp tục động thủ, thì cứ mỗi 10 lần hít thở, ta sẽ giết một người, nghe Tiểu Viêm nói thế, Phượng Hoàng và Yêu Minh cũng phải ngây người, cái gì? Vội vàng quay đầu nhìn, thì thấy hai người côn hoàng đang nằm trong tay tiêu viêm, cả người máu tươi đầm đìa hai mắt nhắm nghiền cũng không biết là chết hay sống thấy cảnh này cho dù phượng hoàng có định lực cao thế nào cũng không nhịn được mà đầu choáng mắt hoa không tin nổi vào mắt mình yêu minh hồi phục tinh thần trước hắn liền cười to nói ha 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 hay lắm tiêu viêm huynh đệ quả nhiên khí phách lấy một địch hai mà vẫn có thể nhanh chóng thu thập hai lão quái này nếu như tin tức này mà truyền về thú vực chắc chắn sẽ gây một loạt chấn động phượng hoàng cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại hung hăng chừng mắt nhìn tiêu viêm trầm giọng quát tiêu viêm nếu ngươi dám giết chúng thiên yêu hoàng tộc với ngươi tuyệt đối không chết không ngừng nghe vậy tiêu viêm cười to trả lời ta sớm đã có ân oán với thiên yêu hoàng tộc nếu thật sự e sợ lời nói của các ngươi thì sao còn dám hiện thân hiện tại ta không có hứng nói nhảm với ngươi nữa nếu ngươi thực sự cứng đầu cứng cổ thì ta cũng không ngại tàn nhẫn ra tay giết vài tên thiên yêu hoàng tộc các ngươi đâu nhận thấy hàn ý trong mắt tiêu viêm những lời đang muốn nói ra liền bị phượng hoàng nuốt ngược lại vào bụng ngươi cuối cùng ngươi muốn làm thế nào tiêu viêm cười nhạt nói ta chẳng muốn thế nào cả ta chỉ không muốn thiên yêu hoàng tộc nhúng tay vào chuyện của thái hư cổ long tộc mà thôi phượng hoàng hừ lạnh nói cho dù chúng ta không nhúng tay vào thì đông long đảo cũng không thể nào chống lại tam đại long đảo ngươi tưởng rằng chỉ bằng vào cái tên long hoàng chưa trưởng thành của đông long đảo có thể chống đỡ được hay sao tiêu viêm nhìn về phía phượng hoàng thản nhiên nói đó không phải là chuyện của ngươi hiện tại ngươi có hai con đường hoặc là ta sẽ liên thủ với yêu minh tộc trưởng bắt giữ người sau đó làm thịt cả ba người các ngươi hoặc là để ngươi rời đi, chuyển tin tức về cho thiên yêu hoàng tộc, bảo rằng, đừng nên xen vào chuyện của người khác nữa. Nghe tiêu viêm nói, mày liễu của phượng hoàng nhất thời dựng lên, liền kẻ nói, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, côn hoàng cùng ưng hoàng chẳng qua là khinh địch mà thôi, cho dù ta đánh không lại ngươi và yêu minh, ta cũng sẽ tự bạo, để xem ai sợ ai. Tiêu viêm cười lớn, bàn tay chậm rãi, đặt lên thiên linh cái của ưng hoàng cùng côn hoàng, hắn thản nhiên nói, một khi đã như vậy, thì hãy quyết định nhanh nhanh lên, để ta xem thử ngươi tự bạo nhanh, hay là ta bóp nát ma hạch của bọn hắn nhanh hơn? Nghe vậy, sắc mặt Phượng Hoàng thay đổi, cắn răng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm vẫn cứ bình thản, bàn tay hắn chậm rãi dùng sức, suy nghĩ một lát, phụng Hoàng cuối cùng cũng phải hạ mình, nàng cắn răng nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, Thiên Yêu hoàng tộc sẽ không nhúng tay vào chuyện của bộ tộc Thái Hư cổ long nữa, thả bọn họ ra, chúng ta sẽ rời đi." Tiêu Viêm mỉm cười, "Ha ha ha, rất quyết đoán, chỉ là người khác có thể thả, nhưng tuyệt không thể thả Cửu Phượng và hai vị này được." Hắn lang không tóm lấy cử Phượng đến bên cạnh, sau đó nhanh chóng ra tay, phong ấn đấu khí cửu phượng lại, giọng nói của phượng hoàng lạnh như băng, nói, xem ra, lần giao dịch này, ngươi cũng không có thành ý, tiêu viêm một mặt nắm lấy thiên linh cái hai người ưng hoàng, bàn tay hắn siết lại, từng tiếng cót két của xương cốt, ma sát vào nhau vang lên, mặt khác, không khoan nhượng, nhìn thẳng vào cặp mắt âm trầm của phượng hoàng nói, người cho rằng, ta là kẻ ngốc sao, trả lại người, để các ngươi về thiên yêu hoàng tộc chỉnh đốn lại, sau đó tiếp tục phái thêm cường giả đến ba người này chính là con tin nếu như thiên yêu hoàng tộc các ngươi cố tình tham dự vào chuyện này nữa thì chuẩn bị nhặt xác chúng đi còn nếu các ngươi thật sự giữ lời thì đợi khi nội loạn của thái hư cổ long chấm dứt ta sẽ thả chúng đi về phần tin hay không là chuyện của các ngươi ngươi phải hiểu rằng hiện tại ta không phải là thương lượng mà là đang uy hiếp ngươi cả người phượng hoàng run rẩy khi nghe ngữ khí cực đoan không chút khách khí nào của tiêu viêm nhưng mặc dù rất tức giận những nàng vẫn cố gắng bình tĩnh Phượng Hoàng hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói, đưa người cho ta, ta sẽ chuyển lời của ngươi lại cho nội tộc, tay áo tiêu viêm vung lên, không gian phong tỏa liền tán đi, đồng thời, một luồng kình phong, đẩy những cường giả của thiên yêu hoàng tộc, về phía Phượng Hoàng, nhưng cửu Phượng và hai người côn hoàng thì vẫn bị hắn nắm trong tay, ánh mắt âm lãnh của Phượng Hoàng nhìn tiêu viêm, lạnh lùng nói, tiêu viêm, ngươi to gan lắm. Chuyện này thiên yêu hoàng tộc ta sẽ nhớ kỹ, nếu như bọn họ có xây sát gì, thì tộc ta với người nhất định không chết không ngừng. Tiêu viêm mỉm cười, nhưng sau đó lại đổi giọng, Phượng hoàng trưởng lão yên tâm, chỉ cần Thiên yêu hoàng tộc không lật lọng, thì ta cũng sẽ bảo vệ ba người này bình an, đồng thời, ta cũng sẽ chú ý động tĩnh của Thiên yêu hoàng tộc các ngươi, một khi có gì không ổn, thì ta sẽ đưa một cái đầu người sang đó." Khóe miệng Phượng hoàng giật giật, lửa giận trong mắt bùng lên, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, thân hình nàng nhanh chóng tiến vào khe nứt không gian đám cường giả thiên yêu hoàng tộc kia cũng ba chân bốn cẳng vội vàng nhảy vào yêu minh chừng mắt nhìn một hồi lâu sau đó nhịn không được cười ha hả nói tiêu viêm huynh đệ yêu minh ta thật sự phục ngươi rồi lần này thiên yêu hoàng tộc ăn phải quả đắng thật muốn biết khi tin tức này truyền về thú vực sẽ có biết bao nhiêu kẻ cười trộm tiêu viêm mỉm cười nói đấu thánh cường giả cũng không phải là tùy tiện là có thể có được nếu mà mất đi hai lão quỷ này thì thiên yêu hoàng tộc sẽ gặp phải đả kích vô cùng to lớn yêu minh cười nói kế tiếp chúng ta sẽ làm gì tiêu viêm khẽ thở ra một hơi nụ cười trên mặt nhất thời thu lại đi đông long đảo nắm chặt thời gian đi thôi vừa nghĩ đến đây tiêu viêm khẽ cao mày không trần trừ quá lâu nữa thân hình liền bắt đầu di chuyển sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào sâu trong hư không bên trong hắc ám hư vô đột nhiên chuyển ra tính năng lượng nổ kịch liệt một đạo thân ảnh hộc máu bay vọt ra rơi vào trong đám người ánh mắt hắn tức giận nhìn xung quanh giờ phút này ở khắp nơi lơ lửng chừng người đạo thân ảnh hơi thở mỗi người đều vô cùng cường hãn hiển nhiên đều có thực lực rất mạnh đặc biệt là hai vị lão giả đầu lĩnh hơi thở trông có vẻ bình thường, nhưng mơ hồ tràn ngập uy áp kinh khủng, rõ ràng đây chính là hai vị cường giả đã đạt đến cảnh giới bán thánh cao cấp, trong vòng vây của người đạo thân ảnh cũng có đến 7, 8 người, đa số mọi người đều ở trong trạng thái bị thương, mà trong những người này cũng có hai gương mặt quen thuộc, nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là Hắc Kình, người lúc trước đã từng trợ giúp Tiêu Viêm mấy lần, cùng với Trúc Ly trưởng lão, Trúc Ly quát, Tam Đại Long Đảo, lá gan của các ngươi cũng quá lớn, lại dám xuống tay với Long Hoàng bệ hạ, một lão già thân mặc chiến giáp, ánh mắt châm chọc liếc nhìn Trúc Ly, cười lạnh nói, ha ha ha, Trúc Ly, ba vị Long Vương đại nhân, mới là vương giả chân chính, các ngươi từ chỗ nào tìm về một thứ đồ giả, mà cũng đòi thống nhất thái hư cổ lông, không khỏi quá mức ngây thơ à, Trúc Ly âm trầm nói, rốt cuộc là thật hay giả, chính các ngươi rõ ràng hơn chúng ta, xem ra, dưới sự thống trị của tam đại Long Vương, các ngươi đã quên mất tộc quy rồi. Nghe vậy, lão già thân mặc chiến giáp khẽ cao mày, sắc mặt thoáng có chút ngượng nghịu, bên cạnh lão già thân mặc chiến giáp, một lão già mặt đỏ không kiên nhẫn vất vất tay quát, thiên huyền, không cần nhiều lời cùng lão sao hỏa này, nhanh chóng giải quyết bọn họ, thời khắc đông long đảo phản kích cũng sắp đến chúng ta phải mau mau trở về hắc kình nổi giận mắng hai lão vương bát đàn muốn diệt đông long đảo chúng ta tam đại long đảo các ngươi còn chưa có trình độ đó sau này khi long hoàng đại nhân cường đại lên tam đại long đảo của các ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi lão già mặt đỏ cười lạnh một trường từ xa đánh vào hắc kình kình phong kinh khủng trực tiếp xé rách hư không nhanh như chớp đánh lên người hắn hắc kình bị đánh trúng một ngụ máu tươi theo đó phun ra thân thể bị đẩy lùi, va vào các tộc nhân ở phía sau, khiến họ cũng bị ngã lăn, lão già mặt đỏ khinh thường cười lạnh, đồ không biết sống chết, cũng dám ở trước mặt bản trưởng lão hô to gọi nhỏ, giết toàn bộ, một tên cũng không để lại, Trúc Ly trưởng lão nổi giận quát, ngươi dám, đấu khí trong cơ thể bùng nổ, một quyền đánh ra, đấu khí mênh mông hội tụ thành một con cự long khổng lồ, điên cuồng công kích lão già mặt đỏ kia, nhìn thấy Trúc Ly công kích, lão già thân mặc chiến giáp cũng bành trướng thân thể, lập tức biến thành trạng thái bán long để chiến đấu, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng, sau đó liền giống như một viên đạn bắn tới, một quyền hung hăng đánh vào Cự Long, năng lượng biến nó thành hư vô, Trúc Ly, thực lực của ngươi vốn không khác biệt so với ta, bây giờ trong người ngươi lại có thương tích, làm sao có thể đấu lại lão phu đây hả? Khi Trúc Ly trưởng lão cùng Bán Long trưởng lão đang kịch liệt giao thủ, thì lão già mặt đỏ lại cười lạnh, vung tay áo lên, mỗi một lần tay áo lão vung lên, đều sẽ có một chiến sĩ Đông Long đảo hộc máu lui lại, giáp trụ trên thân thể cũng bị nổ mạnh, cuối cùng bị chiến sĩ của Tam Đại Long đảo đồng loạt tiến lên bắt lại, nhìn thấy tộc nhân bị bắt trong mắt hắc kình nhất thời bộc phát ra lửa giận bừng bừng hét lên lão tử ta liều mạng với ngươi một quyền điên cuồng đánh bay hai thân ảnh vừa đến gần hắn nhanh như chớp bay về phía lão già mặt đỏ thấy thế lão già kia cười lạnh lắc đầu nói sức như con kiến cũng dám kêu gạo trước mặt lão phu hắn vùng một quyền lên sau đó va chạm cùng hắc kình cứng rắn đối chọi như vậy cũng khiến cho thân thể lão già mặt đỏ run lên cước bộ cũng lui về phía sau nửa bước nhưng hắc kình càng thảm hơn gân xanh lộ ra ngoài cánh tay lại phụt một tiếng phun ra từng vòi máu tươi chỉ thấy cánh tay hắn mềm nhũn hạ xuống thân thể đã trực tiếp bị đánh bay xa gần ngàn thước mới chậm rãi dừng lại hắc kình cả người đầy máu tươi trôi nổi trong hư vô không gian nếu không phải thân thể cực kỳ cường hãn chỉ sợ một quyền kia có thể làm cho hắn nổ tan xác mà chết ánh mắt hắc kình chậm rãi tan rã thực sự phải chết sao giờ phút này hắn đã bị hồng kiểm lão già đánh cho trọng thương mặc dù hắn cực kỳ không cam lòng nhưng cũng hiểu được sự tranh lệch giữa hắn và đối phương là cực kỳ lớn không gian trước người hắc kình hơi dao động hồng kiểm lão giả lại xuất hiện lần nữa ánh mắt lão lạnh lùng nhìn hắc kình sau đó chậm rãi không người xuống, bàn tay nhẹ nhàng, đặt trên thiên linh cái của hắn nói, yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ quăng ngươi vào trong lăng mộ, coi như cho ngươi một nơi yên nghỉ. Xa xa, Trúc Ly trưởng lão đang bị bám trụ gắt gao, cũng nhìn thấy cảnh đó, lập tức giận đến hét lên, Hồng Kiểm, nếu ngươi dám giết hắn, Long Hoàng Bệ Hạ sẽ không buông tha ngươi đâu. Nghe vậy, Hồng Kiểm lão già châm chọc lắc đầu, Long Hoàng Bệ Hạ cũng phải xem nàng có sống sót, sau khi bị Tam Đại Long Vương liên thủ tấn công hay không đã, thắng lợi lần này chắc chắn thuộc về Tam Đại Long đảo, nhưng Hắc Kình, ngươi cứ yên tâm, sẽ không có ít người đi theo ngươi ít nhất ngươi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nhưng khi lão chuẩn bị bóp nát ý thức hắn bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo cũng đã không một tiếng động đặt lên thiên linh cái của lão cùng lúc đó một thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai lão làm cho thân thể lão giống như tượng đa hoàn toàn cứng ngắc người nói người bóp nát đầu hắn nhanh hơn hay là ta nhanh hơn hắc kình đang nhắm mắt chờ chết cũng nghe được ngữ điệu nhẹ nhàng này lập tức hai mắt mở ra, một thân ảnh cao gầy liền đập vào mắt hắn nói, Tiêu Viêm, ánh mắt Hắc Kình cực kỳ kinh ngạc, nhìn thân ảnh cao gầy xuất hiện bên cạnh, đặc biệt là khi thấy Tiêu Viêm, bàn tay nhẹ nhàng áp sát Thiên Linh cái của Hồng Kiểm lão giả, mí mắt lão co giật kịch liệt nói, các hạ là ai? Ta chính là Hồng Kiểm trưởng lão của Bắc Long đảo, nếu các hạ động thủ, chính là đắc tội với Bắc Long đảo và Tam đảo bọn ta. Toàn thân Hồng Kiểm lão già kia cũng hoàn toàn lặn xuống, không dám nhúc nhích chút, nào lão có thể cảm giác được bàn tay để trên Thiên Linh cái lão ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào, Tiêu Viêm nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn nói, buông tay ngươi ra, nghe thế, sắc mặt lão hơi đổi, con mắt cũng đảo mấy vòng nói, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau buông thế nào sắc mặt Hắc Kình tím tái thấp giọng quát Tiêu Viêm giết hắn đi hắn là cường giả bán thánh của Bắc Long Đảo địa vị cao hơn so với ta một mạng đổi một mạng đáng giá ánh mắt của Hồng Kiểm lão giả phát lạnh thậm chí lão rất muốn bóp chết Hắc Kình nhưng nghĩ đến người thần bí bên cạnh lão chỉ có thể kiềm chế sát ý trầm giọng nói các hạ nghĩ sao Tiêu Viêm cười nói được thôi Hồng Kiểm lão giả vui mừng nói tốt một hai ba ngay khi lão dứt lời lão cảm giác được bàn tay lạnh lẽo trên Thiên Linh cái đã rời khỏi lập tức buông hắc kình ra thân hình nhanh chóng bay về phía sau lão nhìn người thanh niên trẻ tuổi kia ngẩn ra một lúc trầm giọng nói vị bằng hữu này không biết là cao nhân phương nà đây chính là chuyện của thái hư cổ long bộ tộc chúng ta mong rằng bằng hữu không nhúng tay vào tam đại long vương của long đảo chúng ta đang ở một chỗ cách nơi này không xa nếu như xuất hiện động tĩnh lớn đưa các ngài đến các hạ thoát thân sẽ rất khó khăn đối với tiếng quát của lão tiêu viêm giả như không nghe thấy cúi người nâng hắc kình dậy lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng hắn cười nói có sao không hắc kình cười khổ lắc đầu tức hận nhìn hồng Kiểm lão giả nói vẫn chưa chết ngươi nên trực tiếp giết lão tên kia chính là bán thánh cường giả hàng thật giá thật giết lão giống như cắt đi một miếng thịt của bắc long đảo vậy cơ hội tốt như vậy không phải muốn là có bán long trưởng lão đang giao chiến với trúc ly trưởng lão phát hiện biến cố bên này lập tức quát hồng kiểm sao lại thế này trong lúc nói lão vẫn liên tục huy động long chảo khiến trúc ly vốn đang bị thương không cách nào chống đỡ hồng kiểm lão giả nhìn chằm chằm tiêu viêm trầm giọng nói có chút vấn đề nghe vậy bán long trưởng lão nhướng mày một trưởng đánh mạnh vào trúc ly trưởng lão khiến hắn lùi về phía sau ánh mắt nhìn về phía bên này cuối cùng dừng lại trên người tiêu viêm đôi mắt híp lại âm thanh lạnh lùng nói vị bằng hữu kia trong hư vô không gian này dám nhúng tay vào việc riêng của thái hư cổ long bộ tộc chúng ta không phải là một hành động sáng suốt đâu trúc ly trưởng lão cũng nhìn về thân hình bên cạnh hắc kình bất ngờ hô tiêu viêm sau đó hắn giống như nghĩ đến điều gì đó sắc mặt khẽ biến thân hình lóe lên xuất hiện bên cạnh tiêu viêm nói tại sao ngươi lại tới đây chuyện ở đây không phải ngươi có thể nhúng tay vào ngươi mang hắc kình đi mau ta sẽ yểm trợ cho các ngươi ánh mắt hồng kiểm lão già trở nên bất thiện nhìn chằm chằm tiêu viêm chậm rãi nói muốn chạy sao đâu dễ dàng như vậy vị bằng hữu kia đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi tiêu viêm nhíu mày tiến về phía trước một bước, quát lớn, thực lực trung cấp bán thánh, mà cũng dám ở trước mặt ta kêu gào sao? Sau đó thân hình Tiêu Viêm biến mất, trong chớp mắt, sắc mặt lão già thay đổi, thân hình hóa thành ánh sáng, lui về phía sau, một bàn tay từ trong không gian xuyên thấu qua, lập tức dừng trên thiên linh cái của lão, cùng lúc đó, âm thanh lạnh như băng truyền ra, chỉ cần cử động, chết! Ánh mắt lão cực kỳ hoảng sợ, nhìn thân ảnh dần hiện rõ, một lúc lâu sau, âm thanh khàn khàn của lão vang lên, ngươi, ngươi là cường giả đấu thánh? nghe vậy, ngay cả Hắc Kình cùng với Trúc Ly trưởng lão cũng có chút thẫn thờ. Lúc trước, khi Tiêu Viêm rời khỏi Đông Long Đảo, thực lực hắn cũng chỉ là đấu tôn ngũ tinh, chỉ mới mấy năm không gặp, Tiêu Viêm đã trở thành cường giả đấu thánh, ánh mắt Hắc Kình dại ra, lẩm bẩm nói, này, khốn kiếp, hắn còn để người khác sống hay không? Tiêu Viêm liếc nhìn khuôn mặt từ đỏ thành trắng của lão già, ngón tay điểm nhẹ lên chán lão, nơi đó xuất hiện một lỗ máu hơi thở trở nên uể oải, bàn tay Tiêu Viêm di chuyển một chút, một ký hiệu xuất hiện trên chán lão, lập tức phong ấn lại, làm xong, Tiêu Viêm mới mang theo lão, lóe lên rồi biến xuất hiện bên cạnh Hắc Kình, đưa người này cho hắn cười nói, bắt lấy lão, không cần dùng mạng của ngươi để đổi, Hắc Kình liền tiếp nhận hồng kiểm lão giả, Trúc Ly trưởng lão cũng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, người này rốt cuộc tu luyện như thế nào, cư nhiên trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, hắn đã đến trình độ này, không hổ là bằng hữu của Long Hoàng bệ hạ, quả nhiên là không giống người thường. Một màn này cũng làm cho Bán Long trưởng lão sợ ngây người, một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân sông đến đỉnh đầu bán long trưởng lão hét to rút lui bán long trưởng lão dẫn đầu lùi lại trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía cuối không gian hắc ám hắn phải mau trong báo cáo chuyện này với cấp trên đến lúc đó đương nhiên sẽ có cường giả trong đảo đến giải quyết những người kia trúc ly trưởng lão cả kinh vội vàng nói tiêu viêm đừng để bọn họ chạy thoát tránh đà thảo kinh xà tiêu viêm gật đầu cười chưa vội động thân ánh mắt nhìn về phương hướng chạy trốn của đám người kia Hai khắc sau, đột nhiên có vầng sáng lóe lên, từng đạo thân ảnh bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người, chính là đoàn người Yêu Minh, trong tay bọn họ, mỗi người đều bắt được một người, vị Bán Long trưởng lão vừa rồi, cũng nằm trong đó, Yêu Minh ném Bán Long trưởng lão về phía Tiêu Viêm, cười nói, lão già này cũng quá xảo hoạt, chẳng qua thực lực chỉ là bán thánh trung cấp, có thể gây sóng gió lớn cỡ nào? Tiêu Viêm tiếp nhận vị trưởng lão này, cũng phong ấn lão, sau đó giao cho Hắc Kình, nhìn về phía Trúc Ly cười nói, đây chính là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh mảng tộc, Yêu Minh, sắc mặt Trúc Ly khẽ biến, ánh mắt nhìn Yêu Minh, Cửu U Địa Minh mảng tộc nghe nói Tam Đại Long Đảo từng phái người đến muốn hợp tác với bọn họ để đối phó với Đông Long Đảo chúng ta, Yêu Minh cười nói: "Ha ha ha, vị trưởng lão này đừng lo lắng quá, đồng ý hợp tác cùng Tam Đại Long Đảo là gã thân huynh đệ kia của ta, nhưng hiện tại hắn đã bị ta đoạt đi thân phận tộc trưởng, lúc này ta chính là tiếp nhận lời mời của Tiêu Viêm huynh đệ, nếu Đông Long Đảo không chê, Cửu U Địa Minh mảng tộc của ta có thể giúp chút việc." Trúc Ly trưởng lão ngẩn ra nói: "Vậy sao?" Sau đó lão nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu hỏi: "Hiện giờ Tình hình của Đông Long đảo như thế nào? Trúc Ly trưởng lão khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói, rất không ổn, Tam Đại Long đảo, thật sự muốn làm đến nơi đến chốn, quyết định muốn loại trừ Long Hoàng bệ hạ, khi ngài vẫn chưa đủ cường đại, hiện giờ, Đông Long đảo hỗn loạn vô cùng, Long Hoàng bệ hạ cũng đang bị Tam Đại Long vương liên thủ vây khốn, khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm trọng, bàn tay siết chặt chậm rãi thở dài nói, đi đến Đông Long đảo trước rồi nói, đột nhiên, bên trong hư vô, một vầng sáng hiện ra, là một hòn đảo cực kỳ khổng lồ, trôi nổi giữa không trung, trên đó, âm thanh năng lượng nổ tung không ngừng vang lên, từng luồng kinh khí lan ra, mọi vật trong bán kính vạn trượng đều bị phá hủy, không ít người nghiêm chỉnh đứng quanh hòn đảo, ánh mắt sắc bén dò xét xung quanh, chỉ cần có người bước ra khỏi đảo, lập tức sẽ bị công kích ở một góc trên đảo. Hai mươi người đang đứng xoay quanh, ánh mắt liên tục dao động, giữa nhóm người này, một gã trắng hắn sắc mặt lạnh lùng đang ngồi xếp bằng, khí tức của người này không tệ, mạnh hơn Hắc Kình một bậc, rõ ràng là một cường giả đấu tôn cửu tinh đỉnh phong. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú hòn đảo, một bên lỗ tai khẽ động, ánh mắt chuyển về phía xa, thân thể mạnh mẽ đứng lên, trầm giọng quát, chú ý, có người tới gần, một đoàn sáng đột nhiên hiện ra, xuất hiện cách bọn họ không xa, ánh mắt đại hán trở nên sắc bén, nhìn thấy Hắc Kình, lập tức trầm mặc quát lạnh, Hắc Kình là người của Đông Long đảo, tấn công, những người xung quanh hét lên, vâng, từng cột sáng năng lượng bắn ra, một âm thanh nhàn nhạt vang lên, từng đạo cột sáng đó nổ tung, lực lượng đáng sợ bắn ra từ không trung, đánh mạnh lên người bọn họ khiến một vài bóng người trong bọn họ nổ tung thành bụi phấn ngoại trừ vị đại hán đấu tôn cửu tinh đỉnh phong tất cả những người còn lại đều rơi xuống long đảo nhìn thấy màn này đại hán gầm nhẹ nói khốn kiếp rốt cuộc các ngươi là ai ánh sáng chậm rãi tan đi tiêu viêm bước ra ánh mắt nhìn về phía long đảo hiện tại đông long đảo đã vỡ nát một số nơi vẫn đang bùng nổ chiến tranh năng lượng liên tục nổ tung khiến không gian trở nên ảm đạm phòng tuyến của đông long đảo đã thu hẹp lại đến nơi quan trọng nhất long điện ánh mắt đảo quanh tiêu viêm nhíu mày hỏi tự nhiên đâu ngay lúc này Ư vô không gian chuyển đến dao động kịch liệt, sắc mặt Tiêu Viêm thay đổi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đó, một khe hở sáng chói đang lơ lửng, bên trong khe hở kia, vài đạo thân ảnh đang di chuyển, mỗi lần giao thủ, một trận bão năng lượng tràn ra, Tiêu Viêm chăm chú nhìn một người trong đó, hỏa diễm trong mắt chậm rãi tràn ra, tầm mắt xuyên qua khe hở, nhìn rõ tình hình bên trong, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt hắn, là Tử Nhiên, nàng mặc chiến giáp màu vàng nhạt, đối diện Tử Nhiên, có ba thân ảnh, đều là bộ dáng trung niên, động tác vô cùng khí phách, ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào bọn họ, có chút ngưng trọng, nhủ thầm, đó chính là Tam Đại Long Vương sao? Ba người này đều mạnh hơn Yêu Minh, ít nhất cũng đã đạt đến đấu thánh tam tinh. Trong khe hở, Tự Nhiên cầm một cây trường thương vàng nhạt, trường thương vũ động, phát xạ kim quang chói mắt, làm cho ba vị Long Vương liên thủ cũng không chiếm được thế thượng phong, thể chất Long Hoàng khiến thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Chẳng qua, tự nhiên trở thành Long Hoàng chưa lâu, mặc dù thực lực có tăng vọt, nhưng đối diện với Tam Đại Long Vương, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nàng vẫn có chút lực bắt tòng tâm. Ngay lúc này, vị đại hán vừa rồi phát ra tiếng rồng ngâm ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng nói muốn chết sau đó hắn đánh ra một trưởng thân hình đại hắn lập tức trở thành huyết vụ trúc ly trưởng lão trầm giọng nói tên kia đã truyền tin có không ít cường giả của tam đại long đảo sẽ chạy tới đây ánh mắt tiêu viêm lóe lên nhìn thấy không ít bóng người đang lướt đến lập tức nói đến long điện trước sau đó thân hình hắn lóe lên dẫn đầu mọi người nhanh chóng bay về phía long điện đám người yêu minh vội vàng đuổi theo một tiếng thét lớn chuyển đến ngăn bọn họ lại không ít người ngăn chặn đường đi của tiêu viêm Tiêu Viêm kẽ cười một tiếng, đấu khí vận chuyển đến cực hạn, miệng hắn đột nhiên há to, phun ra biển lửa, nhiệt độ nóng rực, khiến một vài cường giả bán thánh biến sắc, bàn tay Tiêu Viêm khẽ vẫy, kết giới lửa bao vây mọi người, sau đó bọn hắn nhanh chóng lao qua, trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên long điện, một âm thanh như sấm rền vang lên bên tai Tiêu Viêm, tên khốn từ đâu đến, dám xen vào chuyện của Tam đảo chúng ta? Một gã đại hán thân thể to lớn xuất hiện, sắc mặt dữ tợn, một quyền ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đánh thẳng về phía Tiêu Viêm, sắc mặt trúc ly chợt biến, vội vàng kêu lên, cẩn thận, hắn là đại thống lĩnh huyền ma của Bắc Long đảo, thực lực đấu thánh nhị tinh, tay áo tiêu viêm vung lên, một luồng như lực đưa mọi người vào trong long điện, sau đó mới xoay người, thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành một người khổng lồ màu vàng, đánh ra một quyền đối chọi với huyền ma, tiêu viêm vẫn nộ quát lớn, cút cho ta, trong nháy mắt, năng lượng lập tức bùng nổ, lan đến tận cuối chân trời, trên bầu trời, hai thân ảnh cường tráng đột nhiên va vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn, một luồng kình phong thổi quét khắp bầu trời trong vòng bán kính trăm trượng cường giả hai bên đều bị đánh bay khí huyết hỗn loạn kim quang cự nhân run lên lui về sau vài bước vị đại hán huyền ma kia cũng lui về mấy bước mỗi một bước đạt xuống không gian nơi đó sẽ lún xuống tạo thành một lỗ đen sâu thẳm khuôn mặt huyền ma hiện lên vẻ kinh ngạc ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn tiêu viêm cười lạnh nói tiểu tử được lắm quả nhiên là có chút bản lãnh tiêu viêm nhíu mày thực lực tam đại long đảo quả thực không tồi thủ hạ có cường giả bậc này vừa rồi nếu không có kim cương lưu ly thể phụ trợ tiêu viêm không có khả năng chiếm được thượng phong huyền ma nhìn tiêu viêm quát lạnh tiểu tử người đến tột cùng là ai hãy xưng tên ra chuyện của thái hư cổ long tộc chúng ta không phải là người bình thường có thể nhúng tay vào, Tiêu Viêm không hề để ý đến hắn, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tây bắc, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến, xuất hiện bên cạnh Huyền Ma, tiếng quát lạnh băng truyền ra, "Huyền Ma, việc gì phải nói nhảm với hắn, mau động thủ bắt lấy hắn, ba vị Long Vương đại nhân đã nói, phải giành thắng lợi thật nhanh, lúc này, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai sót." Hai người xuất hiện bên cạnh Huyền Ma, một lão già mặc áo bào xanh, người còn lại mặc áo bào vàng, ánh mắt lóe hàn quang, không chút hiện ý, khoái mắt Tiêu Viêm có giật, thực lực của họ còn mạnh hơn Huyền Ma. Đầu Thánh Nhị Tinh trùng kỳ, bên trong Long Điện, một tiếng gầm lớn truyền ra, Tam Đại Long Đảo các ngươi, khinh đông Long Đảo của chúng ta không có ai sao? Tiêu Viêm cảm biết được, không gian bên cạnh dao động, hai vị lão nhân tóc trắng xóa, ánh mắt sắc bén hiện ra, Trúc Ly theo sát phía sau, nói với Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm, đây là đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão của Đông Long Đảo chúng ta." Tiêu Viêm cũng mỉm cười, chắp tay hướng về phía hai vị lão nhân cười nói, "Bái kiến hai vị trưởng lão." Vị lão già cầm một thanh quản trượng hình rồng, liếc nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt chậm rãi nở một nụ cười nói, Tiêu Viêm tiểu hữu, không cần khách khí, ngươi là bằng hữu của bệ hạ, đương nhiên cũng là khách quý của Đông Long đảo chúng ta, lần này được ngươi giúp đỡ, phần ân tình này, Đông Long đảo chúng ta ghi nhớ trong lòng." Trúc Ly thấp giọng nói, kẻ mặc áo bào xanh là đại trưởng lão của Tây Long đảo, tên Sắc Mộc là cường giả đấu thánh nhị tinh trung kỳ, lão già mặc áo vàng là đại trưởng lão của Nam Long đảo, tên Liệt Sơn, thực lực không kém hơn Sát Mộc, hai người này cộng thêm Huyền Ma, có thể xem như thống lĩnh tối cao của Tam Đại Long đảo, chỉ sau Tam Đại Long Vương, chiến sự tại Đông Long đảo này cũng do ba người bọn họ cầm đầu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng chấn động, ba cường giải đấu thánh nhị tinh, không phải là đội hình mà một thế lực bình thường có thể đưa ra. Sát Mộc cười lạnh nói, Thanh Sơn lão sao hỏa, sự tình đã đến nước này, các người còn muốn chống lại hay sao? Các người cũng biết, nếu cứ tiếp tục chống cự như vậy, chỉ có nước tiêu hao toàn bộ lực lượng của Đông Long đảo mà thôi. Đại trưởng lão Đông Long đảo, Thanh Sơn trưởng lão nhướng mày, thản nhiên nói, đối với những tù nhân phản nghịch, quên mất tộc quy dù đông long đảo chúng ta mất mạng cũng sẽ không để các ngươi sống yên ổn sát mộc cười nói chờ ba vị long vương đại nhân thu thập song long hoàng bệ hạ của các ngươi xem các ngươi có còn mạnh miệng như vậy nữa không tính thời gian viện quân mà thiên yêu hoàng tộc phái tới cũng đã sắp đến rồi đến khi đó lão phu thật muốn nhìn xem các ngươi còn ngoan cố chống cự như thế nào nhị trưởng lão đông long đảo nổi giận nghiến răng nghiến lợi mắng to vô liêm sỉ thái hư cổ long và thiên yêu hoàng tộc vốn chính là địch các ngươi thậm chí ngay cả mối đại thù này cũng có thể quên các ngươi không xứng làm tộc nhân của thái hư cổ long năm xưa lão long hoàng bệ hạ đã chiến thắng bồi dưỡng các ngươi lương tâm của các ngươi đúng là đã bị cho ăn sạch rồi nghe vậy sắc mặt ba người huyền ma đều trở nên ngượng ngùng một lát sau mới nói lão long hoàng bệ hạ mất tích đã mấy ngàn năm hiện giờ có lẽ đã không còn tại thế gian còn về phần thiên yêu hoàng tộc đợi đến khi hoàn toàn thống nhất chúng ta sẽ giải quyết bọn họ cổ long bộ tộc phân liệt đã lâu phải mau chóng nhất thống các ngươi chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thống nhất này thanh sơn trưởng lão quát vớ vẩn long hoàng bệ hạ mới là huyết mạch vương tộc tam đại long vương chẳng qua chỉ là chi thứ cũng dám tự xưng thống nhất cổ long bộ tộc sao năm xưa bọn họ chia rẽ cổ long bộ tộc đều vì tư lợi của bản thân tiêu viêm đứng bên cạnh lắng nghe loáng thoáng hiểu được mọi việc cổ long tộc muốn thống nhất nhưng quan niệm bất đồng khiến chiến tranh bùng nổ lúc này tiêu viêm đột nhiên lên tiếng tộc nhân thiên yêu hoàng tộc các ngươi không cần chờ nữa trên đường tới đây vừa vạn gặp phải ta đã kêu bọn họ quay trở về rồi bàn tay hắn vung lên một thân ảnh đã xuất hiện trong tay tiêu viêm là ma hoàng của thiên yêu hoàng tộc hai bên giật mình nhìn tiêu viêm nói cái gì huyền ma kinh sợ nhìn tiêu viêm vẫn nộ quát, tên khốn, dám phá hư đại sự của Tam Đại Long đảo chúng ta, hai vị cần gì phải nói nhảm, mau động thủ, san bằng Long điện này, hai vị đại trưởng lão của Tây Nam Nhị đảo cũng chậm rãi gật đầu, được, sau đó, trong miệng phát ra tiếng rồng ngâm, cách đó không xa, gần trăm đạo lưu quang lướt đến, trôi nổi trên không trung của Long điện, đầu lĩnh đám người này, ước chừng 10 người, mỗi người đều có khí tức khủng bố, đều đạt đến bán thánh, những người còn lại, phần lớn đều từ đấu tôn ngũ tinh trở lên, Long điện cũng tràn ra tiếng rồng ngâm âm thanh xé gió vang lên, rất nhiều người lập tức xuất hiện phía sau Tiêu Viêm, đấu khí trong người bạn họ tràn ra, ngay lúc này, một tiếng nổ vang truyền ra từ hư không xa xôi, lập tức đánh vỡ cục diện căng thẳng nơi đây, khí tức mạnh mẽ tràn ra, tiếng quát lớn vang lên, giết, cường giả song phương nhanh chóng lao ra, trong nháy mắt, không gian này trở nên hỗn loạn, một cuộc đại chiến bùng nổ, khiến người ta hoa cả mắt, tuy cường giả Tam Đại Long Đảo rất nhiều, nhưng muốn nhanh chóng thắng Đông Long Đảo cũng không phải chuyện đơn giản, bởi vậy, hai bên lập tức lâm vào tình trạng giằng co, Tiêu Viêm đánh một chưởng, vào một vị cường giả thực lực đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong, khiến hắn ta học máu, văng ra xa, thân hình tiêu viêm trượt động, xuất hiện ở một nơi khác, chụp lấy cánh tay hắn ta, sau đó tiêu viêm lấy ra một vũ khí khác, đánh mạnh vào một cường giả bán thánh khác, lực đạo đáng sợ, khiến cánh tay của cường giả đấu tôn đỉnh phong này bị nổ tung, đồng thời, khiến cho cường giả bán thánh kia học máu, bay ra xa. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía không gian hư vô nói, cuộc chiến đó mới là quan trọng nhất, kết cục ở đó, sẽ quyết định chiến tranh của cổ long bộ tộc nhưng tình thế trong đó khiến tiêu viêm trầm xuống hiện tại tự nhiên đã lộ ra vẻ mệt mỏi nàng đã liên tiếp bại lui cường giả tam đảo cũng phát hiện việc này lập tức ra sức kéo dài thời gian không cho đông long đảo trợ giúp tự nhiên tiêu viêm lập tức nói hai vị trưởng lão yêu minh tộc trưởng sẽ hiệp trợ hai người các ngươi đối phó với ba người huyền ma ta phải đi giúp đỡ tự nhiên nghe vậy ba người huyền ma nhất thời cả kinh nhưng bọn hắn chưa kịp đuổi theo yêu minh cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão của đông long đảo đã nhanh chóng lướt tới ngăn cản bọn họ ngay lúc này xương cốt tiêu viêm rung lên phát ra tiếng nổ mạnh như sấm thân hình nhanh chóng lao về phía cuộc chiến trong hư không tiêu viêm nhủ thầm tam đại long vương ta thật muốn nhìn xem các người có thể khủng bố đến mức nào đến đây mình xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều